Xin chào các bạn, Levi Music trở lại với VF tiếp theo. Giới thiệu cho các bạn cây guitar acoustic. Cây guitar là gì? Đây còn gọi là Tây Ban Cầm, là một nhạc cụ xuất phát từ Tây Ban Nha, sau đó du nhập và đi khắp thế giới. Một loại dụng cụ rất là đơn giản và nó nằm ở trong bộ gọi là bộ dây. Ở trong lý thuyết âm nhạc thì nó thuộc là bộ dây, tại vì âm nó vang ra bởi những cái dây khi đánh lên thông qua thùng đàn và thông qua lỗ thoát âm thì âm thanh nó vang. Và guitar là một trong những nhạc cụ rất đơn giản, dễ học và nổi tiếng trên thế giới bởi vì tiện lợi của nó, chúng ta có thể mang vác đi đâu cũng được. Vì vậy, biết chơi guitar là một ưu thế cho các bạn. Xin giới thiệu sơ về cây guitar. Các bạn thấy không, cây guitar ở đây nó có hai phần chính, đó là phần cần đàn và phần thùng đàn. Phần thùng đàn ở đây có lỗ thoát âm. Cái thùng này mục đích của nó là khuếch đại âm thanh. Giống như chúng ta ở trong phòng, chúng ta la lớn lên thì cái âm nó sẽ lớn hơn so với chúng ta ở ngoài trời, tại vì chúng ta có những cái tường xung quanh nó khuếch đại âm thanh lên. Cái thùng đàn, cái nhiệm vụ của nó như vậy. Thùng đàn càng lớn thì âm nó phát ra càng vang. Gỗ càng tốt thì âm càng hay và càng vang. Thùng đàn mục đích của nó là tạo nên cái âm thanh được vang hơn. Còn nếu như mà thùng đàn của chúng ta nhỏ và không có thì chỉ là những cái dây sắt, dây đàn nó vang tiếng ra nhỏ, rất nhỏ nếu không có thùng đàn. Phần thứ hai đó là phần cần đàn. Phần cần đàn ở đây nó được chia ra những cái khoảng nhỏ, người ta gọi là ngăn, những ngăn, và được chia ra bởi những cái phím đồng. Các bạn thấy có cái thanh sắt ở giữa này, chia ra ngăn thứ nhất, ngăn thứ hai, ngăn thứ ba, ngăn thứ tư và lên tới trên này. Thì những cái phím ở đây, phím sắt ở đây người ta gọi là phím đồng, chứ không phải là phím gãy của chúng ta nha. Đó, đây là phím đồng để nó ngăn ra những cái khoảng ngăn. Đó. Tiếp theo phần trên này là phần đầu đàn. Phần đầu đàn chứa bộ khóa đàn. Và mỗi khóa như vậy mục đích của nó là tăng giảm dây. Đây là khóa thứ nhất và để tăng giảm dây thứ nhất. Đây là khóa thứ hai để tăng giảm dây thứ hai. Đây là khóa thứ ba để tăng giảm dây thứ ba. Đây là khóa thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Các bạn nhớ ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mục đích của nó là để tăng giảm dây đàn. Dây càng căng thì âm càng cao, dây càng trùng thì âm càng thấp. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ có một buổi để lên dây đàn, cách lên dây đàn. Hôm nay mình chỉ giới thiệu sơ cho các bạn vài nét về cây đàn guitar thôi. Đó. Và ở đây thùng đàn thì riêng cái đàn này nó có một cái bộ gọi là EQ. Bộ này mục đích của nó là khuếch đại âm thanh khi mà chúng ta dùng jack 6 ly cắm ở đây vô trong mixer. Đó, mục đích của nó như vậy, để chúng ta có thể lấy được cái tiếng guitar vô trong mixer và khuếch đại âm thanh ở những cái khán phòng lớn hoặc là những cái buổi chơi ở ngoài trời, mà không phải là một buổi chơi một hai bạn mà là khán phòng đông hoặc là đông khán giả. Đó, thì chúng ta phải sử dụng bộ EQ này để khuếch đại âm thanh. Đó, mục đích của EQ như vậy ha. Và thùng đàn thì nó có mặt trước, thường là mặt trước làm bằng gỗ thông, lưng đây và hông. Đó, thì lưng hông thường là làm chung một loại gỗ và mặt trước thường là gỗ thông hoặc là gỗ cùng với lưng và hông luôn. Đó ha. Ngoài ra trong những cái dòng đàn cao cấp thì bên trong có một cái thanh sắt người ta gọi là ti. Cái cây ti này để làm gì? Để nó chúng ta tăng và giảm cần đàn. Khi mà cần đàn chúng ta bị cong thì chúng ta có thể vặn ti làm cho cần đàn thẳng lại, hoặc là căng cong ra phía sau hoặc cong ra phía trước, thì chúng ta dùng khóa thì chúng ta vặn cây ti hoặc giảm cây ti. Mục đích của nó là để cho cần được thẳng. Vì vậy những cái cây đàn cao cấp thì thường có cây ti rất quan trọng ha. Đó. Ngoài ra một số cây đàn có cái phần bọc tút ở đây tăng độ thẩm mỹ cho cây đàn. Đó. Đó là ngoài ra bộ dây, 6 dây, chúng ta tính từ dưới lên, 1 2 3 4 5 6. 3 dây dưới là đại diện cho 3 dây âm treble và 3 dây trên là đại diện cho dây bass. Đó, cho nó có cái sự hòa hợp giữa bass và treble. Ngoài ra nó có hai ngựa trên và ngựa dưới. Đây. Đó, ngựa trên và ngựa dưới. Ngoài ra nó có những cái chốt đàn. Chốt đàn này để giữ dây khỏi bị bung. À, đó.
các bạn thấy ha. Đó, thấy chưa? Đó, cây đàn guitar được cấu tạo như vậy. Đó, ha. Thì khi các bạn lựa cho mình một cây guitar, các bạn chú ý cái phần action là cái phần độ cao giữa dây và cần đàn vừa phải, không cao quá cũng đừng thấp quá. Cao quá thì bấm hơi đau tay, mà thấp quá thì dễ rè dây, và khi chúng ta đánh mạnh thì bị rè dây chẳng hạn. Cho nên mức độ cao là vừa phải. Đặc biệt những dòng guitar người nước ngoài chơi thì action hơi cao so với người Việt chúng ta. Nếu mà guitar đệm thì chúng ta cần cái độ thấp hơn chút. Còn đối với guitar solo thì action cao hơn chút để dễ nhấn nhá. Đó. Và khi các bạn lựa một cây guitar, các bạn chỉ cần thử âm thanh, cảm thấy hay và guitar tương đối ok thì các bạn cứ lựa chọn cho mình, không thành vấn đề. Cái nào chúng ta cũng có thể chơi được cả, từ cây ván ép cho đến gỗ hồng đào, cho đến những cái dòng gỗ cao cấp hơn, gỗ cầm chẳng hạn, thì cây nào chúng ta cũng có thể chơi được, tùy theo túi tiền của chúng ta. Đối với Levi Music thì bán những dòng guitar từ 800 ngàn trở lên, thì dòng nào các bạn cũng có thể học được cả. Quan trọng là các bạn có chịu học hay không. Và thời gian đầu chúng ta có thể mua những dòng guitar vừa phải và chúng ta luyện. Đến khi chúng ta đệm hát được rồi, chơi được rồi, chúng ta có thể đổi những dòng guitar chuyên nghiệp hơn, xịn hơn, tốt hơn. Và dĩ nhiên guitar càng xịn thì tiếng càng hay, bấm càng êm tay và độ thẩm mỹ thì càng đẹp. Đó là nguyên tắc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.